Mercedes-Benz GLC Coupe 2024 mới ra mắt tại Mỹ có giá 57.000 đô la Mỹ. Hãng xe Đức vừa chốt giá xe Mercedes-Benz GLC Coupe 2024 ở mức 57.000 đô la Mỹ tại thị trường Mỹ sau khi ra mắt. Mẫu xe này dự kiến về Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 3,2 tỷ đồng. Mercedes-Benz GLC Coupe 2024 được trang bị khối động cơ 4 xi lanh 2.0 lít tăng áp, sản sinh công suất tối đa đạt 255 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 nm. Sức mạnh này được truyền đến cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp. Hệ thống điện hybrid nhẹ bổ sung thêm 23 mã lực cùng 148 nm ở một số chế độ lái. Tuy có mức giá khởi điểm khá cao nhưng đổi lại, hãng xe Đức đã trang bị cho Mercedes-Benz GLC Coupe 2024 rất nhiều trang bị tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống thông tin giải trí MBUX mới nhất với màn hình cảm ứng kích thước 11,9 inch cùng màn hình người lái kích thước 12,3 inch, đèn pha LED mới cùng hàng ghế trước có sưởi cùng nhiều tính năng khác. Đối với những vị khách muốn nhận xe sớm nhất, Mercedes-Benz đã yêu cầu tất cả xe được giao trong các lô đầu tiên phải được trang bị gói AMG Liner với mức giá 2.950 đô la Mỹ, quy đổi khoảng 72,5 triệu đồng. Từ đó nâng giá xe Mercedes-Benz GLC Coupe 2024 lên mức gần 60.000 đô la Mỹ. Hãng chưa cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm mà khách hàng mua xe mới nhưng không bắt buộc mua thêm gói này. Ngoài ra, khách hàng còn có thể bỏ ra số tiền 2.950 đô la Mỹ để có lựa chọn khác là gói Pinnacle Trim cho Mercedes-Benz GLC Coupe. Gói tùy chọn này mang đến cho GLC Coupe 2024 loạt trang bị sang trọng, hiện đại hơn như đèn pha digital light nhiều công nghệ, hệ thống âm thanh vòm Bermes 3D, kính cách nhiệt và chống ồn cùng hệ thống định vị dẫn đường tích hợp camera. Gói hỗ trợ người lái của Mercedes-Benz có mức giá 1.950 đô la Mỹ và bao gồm những tính năng an toàn như hỗ trợ phanh với cảnh báo các phương tiện cắt ngang, hỗ trợ giới hạn tốc độ chủ động, hỗ trợ chuyển làn, kiểm soát hành trình thích ứng Distronic, V-Say cùng phanh chủ động khi phát hiện người đi bộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.